Xin chào quý vị, các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Thời gian vừa qua thì mình đã triển khai ra cái dây đeo hai vai Reload Safe và được mình cũng không nghĩ rằng được rất là nhiều người ưa chuộng. Và cái số lượng mà đấy mình nhập về khoảng tầm 200 bộ dây thôi và bán chỉ trong khoảng tầm 1 tháng hết luôn. Ra gì đấy. Bình thường ấy, cái con số đấy nó sẽ không có gì đặc biệt với những cái loại dây đeo chất lượng bình thường, chất lượng rẻ. Nhưng đối với cái dòng dây đeo mà chất lượng cao, Reload Safe với giá trị khá là cao như thế này thì đây đúng là một trong những cái con số khá là ấn tượng. 200 bộ dây đeo như này. Đúng. Thật sự luôn ấy, là lúc đầu khi mà bán chủ yếu ở những cái thị trường miền Bắc này thì mình cũng không nghĩ rằng có một ngày thì những cái dây đeo này nó cần thiết như thế. Sau khi, vì ngày trước ấy, thì đa phần những cái máy cắt cỏ ở ngoài miền Bắc chẳng hạn thế sử dụng chủ yếu là những cái máy nhỏ trọng lượng khoảng tầm 5 cân. Sau khi một thời gian thì các bạn có thể thấy được cái việc thay thế phát cước bằng dao chuyển sang phát cước bằng dây, phát cỏ bằng dao chuyển sang phát cỏ bằng dây đeo, bằng dây cước. Do vậy thì khách hàng yêu cầu ngày càng yêu cầu những cái máy cắt cỏ công suất lớn hơn, nòng lớn hơn. Và tất nhiên rồi, nó sẽ kéo theo là cái trọng lượng của máy nặng hơn. Vì vậy thì bên mình thấy rằng những cái dây đeo bình thường nó sẽ khiến cho các bạn rất là mỏi vai. Các bạn dùng một thời gian dài ấy thì các bạn sẽ rất mỏi vai, bởi vì cái trọng lượng của máy nó dồn hết 10 kg, máy dồn hết về một bên vai này, cộng thêm cái độ rung lắc của máy nữa, về các bạn thường rất mỏi người, mỏi vai và khiến cho các bạn cảm thấy sợ mỗi khi mà dùng đến động đến máy cắt cỏ. Tuy nhiên sau đó thì chúng tôi đã về cái dây đeo Reload Safe này và được rất là nhiều khách hàng tin dùng. Thật sự giá của nó thì mình thấy rằng so với mức tài chính của người Việt Nam ấy, từ trước giờ luôn mình cứ nghĩ rằng là nó cao thì khó bà con mình có thể tiếp cận được. Tuy nhiên thì cái kết quả nó lại không hề như vậy. Hiện nay thì cái thu nhập của bà con mình cũng khá là cao và sẵn sàng chi một cái khoản để đầu tư cho những cái vấn đề sức khỏe và đồ bảo hộ. Đúng. Đây là cái dây đeo Reload Safe, các bạn thể thấy được. Mình cũng đã có một cái video rồi. Ngày xưa ấy thì các bạn ngại những cái dây đeo hai vai này này, nó khó đeo, nó gọi là nhở, nó lằng nhằng. Vì các bạn nhìn thấy nhiều dây quá, các bạn thấy bảo ôi những cái dây đeo như thế này nhiều dây quá, khó đeo, khó sử dụng. Thì đây, bên mình nhập cái dây đeo này. Tuy rằng nó là dây đeo hai vai nhưng mà các bạn thấy nó vào khuôn, nó vào form, vào khuôn luôn, nên là rất dễ sử dụng nhá. Đây, xin mời quý vị và các bạn đến gần hơn để các bạn có thể thấy rõ hơn về cái cấu tạo của cái dây đeo này nhá. Cái dây đeo này thì các bạn có thể thấy được này, nó có đằng sau thì các bạn có thể thấy được nó là một cái miếng lớn để tăng cái tiết diện. Cái dây này nó không bị lằn vào lưng của các bạn và vai các bạn. Nó là cả một cái tiết diện này, nó hết kín phần lưng rồi. Thì lúc đó cái phần trọng lượng của máy nó chỉ tác động vào hai cái dây đeo này thôi. Và cái phần chỉ vào hai phần dây đeo một tí ở trên và tác động vào vai thôi. Nhưng mà cái dây đeo này nó đã, các bạn thấy không? Nó làm này, cực kỳ dày luôn, rất dày. Cực kỳ dày chứ không phải dày bình thường. Dày, đẹp, êm. Này, rất là êm. May vào những cái khóa này, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây các bạn thấy không? Độ dày của nó này khác hẳn luôn những cái dây đeo zin. Các bạn thấy những cái dây đeo zin thì thường không có những cái dây đeo xịn như này đâu. Trừ mấy cái con như Echo 520, 13 triệu thì bắt đầu có những cái dây đeo xịn như này. Ngay kể cả Husqvarna hay là Stihl, dây đeo cũng không bao giờ được như này cả. Dây đeo này gọi là dây thửa đấy, bên mình phải đặt riêng đấy. Đấy các bạn thấy không? Đó, rất là tiện dụng. Và ở bên trước ngực thì các bạn có thấy nó có khóa này để các bạn dễ dàng tháo lắp và đeo vào người. Đây, tháo lắp rất là tiện nhá. Các bạn chỉ cần chốt vào như này thôi là ok. Rồi còn cái phần này thì các bạn có thể chỉnh được cao thấp để móc vào cái máy ấy, chỉnh cao thấp được. Đây các bạn thấy không? Đeo này rất là dễ. Mình đã có rất là nhiều video rồi. Nay thì mình quay lại và báo cho các bạn biết là cái lượng hàng của mình về thôi, để cho các bạn nào nếu mà lần trước các bạn mua trượt đấy thì các bạn biết cái lượng hàng về để các bạn có thể đặt. Lần này thì mình về nhiều hơn, về hơn 500 bộ. Đó, thế thôi, tiện không? Nó có cái dây rút này, các bạn chỉ cần kéo như này thôi, kéo xuống là nó sẽ đẩy cái cái này nó lên cao hơn. Rồi các bạn có thể thấy được đây, nó có một cái nấc ở đây này, có một cái rút dây ở đây này. Đây các bạn chỉ kéo này thôi, rất dễ. Đây, luồn này lên, kéo cao lên như này. kiểu cao lên như này nhé. Đây các bạn thấy không, kéo lên đâu thì các bạn kéo lên cao như thế. Đấy thôi, rút lại này. Cái này nó có thể phù hợp với thể trạng của tất cả mọi người nhé. Các bạn nào mà thấp thì kéo lên cao, bạn nào cao thì để nó thấp. Đấy thôi, rất là đơn giản. Đấy, sau đó thì các bạn chốt lại. Thực tiện đúng không? Không bao giờ sợ dối. Đây các bạn này, hai cái dây này các bạn chỉ giật như này thôi là nó xuống luôn. Đây, đây các bạn thấy không? Cả cái tiết diện này nó rất là lớn. Nó sẽ không, dụ nếu mà cái tiết diện này nó nhỏ ấy, thì cái dây nó sẽ lằn cả lên lưng các bạn luôn. Còn đây tiết diện nó rất là lớn, nó sẽ hạn chế cái dây này lằn vào lưng các bạn. Trọng lượng nó chỉ dồn vào hai cái phần ở bên vai này thôi. Rất là tiện đúng không? Và nó không bị nóng. Ngày trước thì mình có định lấy cái loại mà có cả đai ở đây này, nhưng mà sợ rằng nó bị nóng nên là mình không lấy loại đấy, mình lấy loại này thôi. Đây anh em thấy không? Tiện nhỉ? Quá tiện lợi luôn. Đây, cái này nó còn siết cả bên hông các bạn luôn. Muốn chặt hay là muốn ấy thì các bạn siết bên hông này, này. Đây, siết cái dây này ở bên hông này để cho nó cố định vào, cho nó chặt hay là nó hẹp. Anh em cứ luồn ra như bình thường thôi. Đẩy cái này lên, đẩy đến đâu thì các bạn rút đến đấy. Thế thôi. Sau đó anh em mình lại luồn lại này vào đây. Nói chung rất dễ. Các bạn vào cứ một lần rồi thì lần sau các bạn cứ thế các bạn dùng thôi. Rồi lần sau các bạn muốn dùng thì các bạn cứ chỉ nhấc cái này này, rút ra, tháo ra. Đó, sau đeo vào thì các bạn cũng chỉ thế này thôi. Đeo như đeo cặp học sinh, rất đơn giản nhé. Chất liệu đều là những cái hàng tiêu chuẩn rất là cao. Hàng này thì mình cam kết với các bạn luôn. Bên nhà máy báo bên mình là những cái hàng này đều là những cái hàng đạt tiêu chuẩn, có thể xuất ra những cái thị trường châu Âu được. Thị trường rất là khó tính ấy, đều có thể đạt những cái tiêu chuẩn để xuất ra những thị trường đấy được. Nên anh em mua hoàn toàn để yên tâm nhé. Ok, thế thôi. Nó là như này này. Đơn giản đúng không? Rất là đơn giản, thuận tiện cho anh em sử dụng. Đây là dây đeo của Reload Safe. Nếu mà các bạn muốn mua dây đeo này cứ liên hệ Điện Máy Bình Sơn nhá. Các bạn lấy hai cái thì mình free ship. Dây đeo này có giá là 280.000 nhá. Ngày trước là 290 đấy, bây giờ thì giá của nó rẻ hơn được một tí, 280.000 không bao ship. Nếu các bạn lấy hai bộ thì bên mình bao ship cho các bạn. Lấy một bộ thì là 280.000 không bao ship nhá. Thật sự luôn là những cái dòng sản phẩm này bên mình phát triển chủ yếu là để phục vụ cho khách hàng thôi. Còn những cái này thì các bạn có thể thấy được, không phải là bên nào cũng có đâu. Mình thật sự luôn rất là quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe, quan tâm đến vấn đề là an toàn bảo hộ khi mà lao động. Thì đây là một trong những sản phẩm mình hy vọng rằng anh em sẽ đón nhận và sử dụng, trải nghiệm. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất tốt trong quá trình là các bạn sử dụng nhiều. Có thể hồi trẻ các bạn làm thì các bạn thấy khỏe, tàn phá sức khỏe của các bạn được. Các bạn có thể làm theo kiểu thế nào cũng được. Nhưng mà khi các bạn có tuổi một chút rồi, lúc đấy thì các bạn mới thấy nó ảnh hưởng như thế nào. Chính vì vậy thì các bạn nên trang bị cho các bạn những cái bộ đồ bảo hộ cũng như là những cái dây đeo chất lượng cao như thế này để các bạn sử dụng nhá. Một lần nữa thì cảm ơn, nhớ đăng ký like, subscribe kênh và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Bình Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.